Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh em. Nay thứ năm chúng ta hướng về để cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ nam nữ, và chúng ta xin Chúa ban cho nhiều người biết dấn thân trong con đường phục vụ Chúa làm ơn gọi. Ta cũng cầu nguyện cho các nam nữ tu sĩ, các linh mục, các chúng sinh trong việc phục vụ các bệnh nhân trong mùa đại dịch, và qua đó ta cũng cầu nguyện cho các nhân viên y tế, những người phục vụ bệnh nhân. Chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúa ở cùng anh em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm, khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất. Anh ràng buộc điều gì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể thấy được rằng hình ảnh của Phêrô hiện lên một cách nổi bật, và nổi bật một cách trái chiều. Khi mà mới trước đó Phêrô được Đức Giêsu khen ngợi vì trả lời hoàn toàn chính xác câu hỏi của thầy: còn anh em bảo thầy là ai? Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Một câu trả lời không chỉ cho thấy một sự hiểu biết đúng của Phêrô về căn tính thầy mình, nhưng còn là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ của Phêrô. Để rồi không chỉ khen ngợi, mà Đức Giêsu còn trao cho Ngài cả giáo hội, cả chìa khóa nước trời, cả quyền cầm buộc tháo cởi trên trời dưới đất. Vừa mới được khen ngợi như thế, vậy mà liền sau đó Phêrô lại bị Đức Giêsu khiển trách nặng nề: Satan, lui lại đằng sau thầy. Từ hai hình ảnh đối lập này của Phêrô, chúng ta rút ra được cho mình những bài học kinh nghiệm đức tin quý giá. Đầu tiên, còn anh em bảo thầy là ai? Câu hỏi ấy của Đức Giêsu, kính thưa cộng đoàn, không chỉ dành riêng cho Phêrô mà thôi, nhưng còn được đặt ra cho cả mỗi người chúng ta nữa.
Hẳn nhiên Chúa cũng muốn biết câu trả lời của riêng từng người chúng ta. Và để có được một câu trả lời đúng, một câu trả lời đầy xác tín như Phêrô thì trước tiên chúng ta cần phải cầu xin ân sủng của Thiên Chúa. Để nhờ ân sủng của Người, Người soi sáng trí khôn cùng mặc khải cho ta biết những bí nhiệm và ý định của Thiên Chúa. Vì như lời của Đức Giê-xu nói với Phêrô, anh thật có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Đức tin tin vàn là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Mặt khác, câu trả lời đó phải cho thấy được niềm xác tín của chúng ta vào Thiên Chúa. Một niềm xác tín mạnh mẽ được xây dựng trên một mối tương quan có tính cá vị và thiết thân giữa chúng ta với Thiên Chúa, qua cầu nguyện suy ngẫm, qua các kinh nghiệm thiêng liêng mà chúng ta có được ngang qua những biến cố của cuộc đời mình. Chứ không phải chỉ dừng lại ở một niềm tin được thừa hưởng từ gia đình hay xóm đạo, hay một niềm tin một câu trả lời chung chung bị đóng khung và giản lược trong những công thức có sẵn của sách vở hay của người khác. Và cũng để nhờ đó chúng ta mới có thể trả lời hay rao giảng cho những con người của thời đại hôm nay về niềm tin Kitô giáo của chính mình, về vị Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ và kính tin một cách thuyết phục và hùng hồn. Kính thưa cộng đoàn, bên cạnh đó, đứng trước câu hỏi của Đức Giê-xu, mỗi người chúng ta chắc hẳn đã có được những lần như Phêrô trả lời một cách xác tín và đầy phấn khởi rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng khi Đức Giê-xu nói với chúng ta rõ ràng cái điều mà Người đã nói với các môn đệ của Người trong bài Tin Mừng hôm nay, nghĩa là sứ mệnh của Người không được thực hiện trên những con đường rộng rãi thênh thang của sự thành công, của sự chào đón, nhưng là trên những con đường hẹp, con đường từ bỏ, con đường chông gai của hình ảnh người tôi chung phải chịu nhiều đau khổ, bị khinh khi, bị ngược đãi, bị loại trừ và bị giết chết. Thì chúng ta cũng đã nhiều lần giống như Phêrô vậy. Chúng ta muốn phản kháng và nổi loạn bởi vì điều đó đi ngược lại với những niềm mong đợi và ngóng trông rất người và mang tính trần thế của chúng ta. Những lúc đó chúng ta đáng bị Chúa khiển trách như Phêrô năm xưa. Có như thế chúng ta mới thấy được rằng việc trả lời cho câu hỏi của Đức Giê-xu hay việc tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Người không thể chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng nó đòi buộc chúng ta phải hiện tại hóa và chính thức hóa bằng những chọn lựa và những cử chỉ, hành động cụ thể, bằng một cuộc sống được ghi dấu bởi tình yêu Thiên Chúa và thấm đượm tình yêu đối với tha nhân. Hay nói cách khác, chính đức tin hay niềm xác tín của chúng ta vào Đức Giê-xu Kitô phải đã và đang trở thành nền tảng cho cuộc sống cũng như mọi hành động của chúng ta. Qua bài Tin Mừng hôm nay, xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phêrô thêm ban nhiều ân sủng cho mỗi người, để chúng ta không chỉ biết tuyên tín nhưng còn là sống lời tuyên tín đó của bản thân mình về Đức Giê-xu, Thiên Chúa của chúng ta trong cuộc đời của mình. Amen.